Tôi Nam xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai phiên bản trên mẫu xe Exciter 105 của năm 2023 các bạn nha. Thông tin vui với các bạn là thời điểm hiện tại mẫu xe này đang có mức giá bán cực kỳ rẻ luôn. Và ngày hôm nay mình đang quay cận cảnh trực tiếp cả hai phiên bản, một phiên bản sơn zin này và một phiên bản sơn độ 3D. Đến từ đại lý xe máy nhập khẩu Tân Tạo với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là màu sắc sơn độ 3D với một màu sắc xanh sườn cực kỳ đẹp và cuốn hút, đem đến cái nhìn ấn tượng hơn, thể thao hơn cho mẫu xe Exciter phiên bản 105 này. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh các bạn nha. Hiện tại ở đại lý cũng đã có những phiên bản mới của năm 2024 rồi, giá bán của nó cao hơn rất nhiều so với phiên bản năm 2023 ở đây. Các bạn có thể nhìn cận cảnh, cả hai phiên bản đều là những phiên bản tiêu chuẩn trang bị hệ thống chìa khóa thường, nên giá bán của nó sẽ là rẻ nhất các bạn nha. Với ngàm phanh một bít tông thôi, đây các bạn có thể nhìn cận cảnh. Màu sắc sơn độ cũng rất là đẹp luôn. Với những loại họa tiết, logo tem xe được làm mới ấn tượng hơn trên phiên bản của năm 2023 này. Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua thì đại lý vẫn đang còn hàng đầy đủ với những màu sắc sơn zin đến sơn độ của mẫu xe này các bạn nha. Tuy biết rằng ở thời điểm hiện tại cái mẫu xe Exciter phiên bản 105 của năm 2023 đã ngừng sản xuất rồi. Khối động cơ thì gần như tương tự như phiên bản của năm 2024 mà thôi. Vẫn là 105 cho hệ thống van biến thiên VV, sản sinh ra công suất 17,7 mã lực, mô men xoắn vào khoảng tầm 14,4 Nm. Hiện tại đại lý cũng đã lên cho nó một số món đồ chơi rồi này, như là giảm xóc phía sau, rồi vị trí che xích của xe cũng như ba ga để đồ của xe các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Tổng thể thiết kế thì tương tự giống như phiên bản tiêu chuẩn trên mẫu xe Exciter 105 của năm 2024. Tuy nhiên có một số những điểm khác biệt ở phần đầu xe là chính mà thôi. Kích thước lốp xe, các nội dung trên xe đều tương tự. Mình quay rất chậm và chi tiết để các bạn có thể nhìn ngắm trên mẫu xe này. Hệ thống chìa khóa thường thôi các bạn nhé, phiên bản tiêu chuẩn mà. Kể cả phiên bản 2024 cũng tương tự như vậy, cũng chỉ trang bị hệ thống chìa khóa thường. Mức tăng nhiên liệu của phiên bản của năm 2023 là 2,09 lít trên 100 km. Sau đây thì để các bạn có thể theo dõi kỹ hơn, mình sẽ báo giá cụ thể trong thời điểm tháng 11 của năm 2023 với dòng xe Exciter phiên bản 105 các bạn đang theo dõi ở đây. Với mức giá bán chỉ từ 40 đến 42 triệu mà thôi, rất rẻ các bạn nha. Rất rẻ luôn. Những phiên bản sơn độ 3D các bạn cộng thêm cho mình vào khoảng tầm 2 triệu. Thậm chí trong thời điểm này, phiên bản Exciter 105 của năm 2023 đang có mức giá bán còn rẻ hơn so với phiên bản là Exciter 150 trong thời điểm hiện tại. Đấy các bạn có thể nhìn cận cảnh mọi góc độ trên xe. Một chút nữa thì mình sẽ quay thêm các phiên bản sơn độ 3D khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm với mẫu xe Exciter phiên bản 105 này. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe các bạn nha. Với địa chỉ cụ thể 1164 đường tỉnh 825 tỉnh lộ 10 phường Tân Tạo quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Những phiên bản là giới hạn, màu xám khói rất đẹp, đi cùng cặp mâm màu đỏ cam, vẫn đang còn hàng luôn cho những bạn nào quan tâm. Với những bạn nào thích sơn độ, những màu sắc này cũng hoàn toàn có luôn các bạn nha. Đây là những phiên bản cao cấp rồi, trang bị ngàm phanh 2 bít tông, cổng sạc và chìa khóa thông minh Smart Key. Rất chi tiết cụ thể để các bạn có thể nhìn ngắm. Những phiên bản này hiện tại trong thời điểm này giá bán vào khoảng tầm 44 triệu thôi, là cao nhất rồi các bạn nha. Sơn độ 3D các bạn cộng cho mình vào khoảng tầm 2 triệu nữa với mẫu xe Exciter phiên bản 105 này. Các bạn đến đại lý nói top 5 giới thiệu hoặc là bạn Trang giới thiệu, các bạn sẽ được hỗ trợ tiền phí xăng xe đi lại này, giảm giá thành giá bán của xe từ 1 đến 2 triệu nữa, hoàn toàn ok luôn. Và đặc biệt là được hỗ trợ từ 30 đến 50% giá trị của những phụ kiện các bạn muốn lắp lên xe, như ba ga để đồ, hệ thống giảm xóc phía sau hay là gù chống đổ ở trước và sau của xe sẽ được giảm giá các bạn nha. Rất nhiều những món phụ kiện khác nhau được lắp đặt trên dòng xe Exciter phiên bản 105 ở đây. Và ngoài những mẫu xe Exciter 105 thì đại lý còn đang còn rất nhiều những cái mẫu xe khác nữa, từ chính hãng trong nước đến nhập khẩu, từ những mẫu xe số phổ thông đến những mẫu xe tay ga, rồi những mẫu xe số côn tay cũng có đầy đủ các bạn nha, để các bạn có thể thoải mái lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Cứ đến đại lý nói top 5 giới thiệu, tất cả những dòng xe sẽ đều được giảm giá. Các bạn có thể lưu ý cho mình trong thời điểm hiện tại với những dòng xe này. Sau đây thì mình sẽ tiến vào phía bên trong đại lý để có thể gửi thêm đến các bạn các cái phiên bản sơn độ 3D cũng như một số những cái mẫu xe khác nữa để các bạn có thể nhìn ngắm ở đây. Vision, Vario, SH đều có đầy đủ luôn cho những bạn nào quan tâm muốn tìm mua. Hiện tại trong thời điểm này, thời điểm tháng 11 của năm 2023 này, giá bán của dòng xe K Các mẫu xe luôn, không riêng gì những dòng xe của Yamaha hay Honda thì đều có mức giá bán hạ kịch sàn rồi các bạn nha. Khách hàng vẫn lần lượt đến để quan tâm, theo dõi cũng như là tìm mua các mẫu xe. Các bạn có thể tiến về phía sau đây để xem thêm những cái phiên bản khác nữa. Kể cả những dòng xe Rider, Satria cũng là những dòng xe côn tay Hyper Underbone cũng có đầy đủ luôn. Màu hồng đen này, màu xanh đen, rồi các phiên bản màu sắc giới hạn, rồi vàng đen. Xanh GP cũ vẫn còn các bạn nha, thoải mái lựa chọn luôn. Cục đại lý cũng đã lên cho nó rất nhiều những món đồ chơi khác nhau rồi, để các bạn có cho mình những cái trải nghiệm trên những cái mẫu xe này. Từ tiêu chuẩn đến cao cấp, rồi phiên bản 2024 ở đây với màu xanh cũng có luôn các bạn nha. Rất đầy đủ luôn để các bạn có thể thoải mái trong lựa chọn lúc này. Honda Winner X giá bán thì rẻ hơn khá là nhiều, chỉ từ 33 đến 35 triệu cho màu sắc sơn zin và từ 35 đến 37 triệu cho màu sắc sơn độ 3D với dòng xe Honda Winner X các bạn nha. Đây các bạn có thể nhìn ngắm luôn này, một chút cho mình. Rồi Exciter phiên bản 150 vẫn đang còn hàng luôn, giá bán vào khoảng tầm từ 40 đến 42 triệu, ngang bằng với mức giá bán của dòng xe Exciter phiên bản 155. Đây các bạn có thể nhìn ngắm 105 2024, 105 2023 đang có đầy đủ để các bạn có thể thoải mái lựa chọn các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay. Top 5 đã chia sẻ một cách cụ thể, báo giá nhanh gửi đến các bạn cùng tham khảo với dòng xe Exciter phiên bản 105 của năm 2023. Mức giá bán cực kỳ tốt luôn cho những bạn nào quan tâm. Các bạn hoàn toàn có thể mua về rồi, sau đó mua dàn nhựa đầu cũng rất rẻ thôi để có thể nâng cấp lên thành phiên bản 2024 hoàn toàn ok. Mà giá thành của nó thì rẻ hơn rất nhiều, vào khoảng tầm hơn chục triệu đồng so với phiên bản của năm 2024 các bạn nha. Rồi, cảm giác này của mình, nếu hay các bạn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn bạn ở những video tiếp theo.